Hello, xin chào tất cả bạn. Hôm nay là ngày 21 tháng 3 2019 và hôm nay mình sẽ giới thiệu ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ như bên mình đang có ngày hôm nay nhé. Các bạn nhé, hôm nay là ngày 21 tháng 3 nhé. Các bạn để ý là ngày 21 tháng 3 giúp mình nhé. Và hôm nay thì mình giới thiệu sơ qua qua điện thoại cũ như mình đang có đây các bạn nhé. Hôm nay thì mình còn một ít thôi các bạn ạ. Không còn nhiều đâu, Oppo, Samsung, Vivo rồi. Và mình cũng giới thiệu sơ qua luôn là ở trên tay và bên này là mấy con iPhone 4 nhá, 4S. Nhà mình một loạt là 4S nhá, mình đang bán với giá là 600.000 một con. Và đến thời với chiếc iPhone 5 này. iPhone 5 mình đang bán hơn 1 triệu tí này. Đây là chiếc Samsung Sony Z5 này. Z5 là hàng 99 nhá các bạn nhá. Hàng 99 mình đang bán với giá là hơn 1 triệu nhá các bạn nhá. Và đây là chiếc iPhone này A6, con A6 chắc phải 1 2 nữa thì mới bán được các bạn nhá. Khách đang cầm gần hết hạn rồi. Và chiếc đây là iPhone 6 Plus nhá. 6 Plus bên mình đang bán con này là vân tay đầy đủ nhá. Này vân chân đầy đủ các bạn nhá. Mình đang bán với giá là hơn 3 triệu đồng. Và đây là chiếc Samsung J7 Pro nhà mình còn màu xanh nhá. Pro này mình bán với giá là hơn 2 triệu đồng. Đây các bạn nhá. Và đây iPhone 6 mình thế nhá. Mình cũng bán với giá là hơn 2 triệu đồng nhá các bạn nhá. Và đây là chiếc Oppo A37. Mình đang bán với giá hơn 1 triệu đồng các bạn nhá. Có ship cho anh em ở xa nhé. Nếu anh em ở xa mà có ship thì các bạn cứ comment bên dưới cho mình này, hoặc là các bạn mình qua Zalo, Facebook, mình sẽ trở lại là các bạn sớm nhất, trong thời gian sớm nhất. Các bạn câu hỏi này nào cứ lên đấy mình sẽ tư vấn cho các bạn. Các bạn hoặc các bạn đăng ký kênh của mình để theo dõi các cái video clip mình giới thiệu sản phẩm tiếp theo của nhà bên mình có. Bên mình là có ship các bạn lưu ý, bên mình là có ship 3 miền nhá. Bắc Trung Nam, bên chỗ nào cũng ship hết, hầu như ở trong anh em ở trong đấy là mình cũng ship hết nhá các bạn. Các bạn yên tâm mua hàng thì mình không phải lo. Nhà mình thì có hàng có lỗi, bên sản phẩm bên mình bị lỗi, bên mình có sẽ đổi cho các bạn. Đổi hoặc lại hoàn lại phí 100% các bạn yên tâm không phải lo. Vấn đề bảo hành của nhà mình, bảo hành nhà mình thì không, các bạn không phải lo ạ. Và đây là chiếc Samsung, đây là chiếc Sony Ultra XA, con này mình bán với giá hơn 2 triệu một tí các bạn nhé. Máy khá đẹp. Và đây là chiếc Oppo Neo 7 này, con này thì hàng đẹp keng các bạn nhé, mình bán 1 triệu 1. Và chiếc đây là iPhone 5S, con này mất vân tay thì mình bán giá với giá 1.400.000 đồng các bạn nhé. Đây con này là 5S này, con này 5S mất vân tay này, mình bán giá là hơn 1 triệu đồng này. Và con này Oppo A57 thì mình đang bán với giá là 1.900.000 đồng nhá. Con này RAM là RAM 3 này, bộ nhớ là hình như 32 sao, mình chưa xem, nhưng mà cấu hình con này ok đấy nhá. 1.900.000 nhá các bạn nhá. Và sản phẩm của mình đây là con này là con Mi 4 này là hàng full box nhá. Full box nhà mình thì đang bán 1.500.000. Và đây là con này con Mi 3. Con này cũng full box nhưng mình bán 1.200.000 đồng. Con này là con Oppo F5. F5 mình đang bán với giá là hơn 2 triệu đồng, hàng là hàng full box nhá các bạn nhá. Và con này là Vivo i55. Con này mình bán 1.900.000 đồng này. Con này là hàng full book các bạn nhé. Vâng, thì hôm nay nhà mình còn ít sản phẩm điện thoại cũ như thế các bạn ạ. Các bạn có thể là đăng ký kênh để theo dõi video tiếp theo. Hàng mình bên mình về mình sẽ quay, mình sẽ úp cho các bạn xem. Các bạn mua nhà hàng thì mình thì yên tâm lo chất lượng với cả bảo hành những kiểu nữa. Còn các cái máy này cũ gạch thì mình chỉ bán nó quanh ở khu này thôi. Đây ạ. Các máy cục gạch thì bán quanh ở xa thì cục gạch thì ai mua thì, có ai mua mà ship thì đáng bao nhiêu thì ship được mấy chục nghìn đi ship quá cái tội đấy. Các bạn có thể là nhắn tin mình qua Zalo, Facebook hoặc là comment dưới bài viết, mình sẽ để đường link Facebook, Zalo cho các bạn kết bạn với mình đây. Và bên mình có nhận sửa chữa điện thoại cũ cho anh em ở xa, nói chung là tỉnh, nói chung là đủ các loại. Nhà mình thì sửa chữa, nói chung là mình buôn bán cũ mấy cả sửa chữa mình cầm đồ kiểu thôi các bạn ạ, nên các bạn mua hàng thì mình yên tâm. Đấy. Các bạn thì video clip tiếp theo các bạn nhớ đăng ký kênh, subscribe kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào tất cả các bạn ạ.